Cha miễn lễ, cha con có vào dinh cùng đàm đạo nghe chưa? Con mời cha. Con mời cha ngồi. Dạ, con mời cha dùng trà. Được, con gái của cha hôm nay đẹp quá. Dạ, cha đã trêu ghẹo con nữa rồi hả? Dạ thưa cha, chẳng hay diễn võ trường cha chọn nhân tài, chẳng hay có thêm rừng cột quốc gia, con xem khía sát cha dường như là phấn khởi. Phải, diễn võ trường nó thêm người tài giỏi, giữ sơ hà tệ thế an bang, đánh ngàn cân sức lực dạng năng, dùng đao múa cho thần long thánh hổ. Quê đàn, dạ, cha có mời vị tướng ấy về dinh cùng đàm đạo và điều thứ hai để con được tương kiến anh hùng đó. Dạ thưa cha, vẫn gái quê môn bất xuất, tam muội bất ly, nam nữ hữu biệt, em miễn đời sẽ dị nghị đó thưa cha. Có chuyện gì đâu mà dị nghị, còn nên nhớ có câu trai lớn lên cưới vợ, còn con là con gái lớn lên, cha con bổn phận phải gả chồng, chị của con là tạ quê đàn. Ta đã cho cùng võ trạng phụng sanh kết nghĩa lên duyên, chẳng lẽ con cứ mãi ở vậy phòng không đợi bạn hay sao? Dạ thưa cha, áo mặc sao qua khỏi đầu, nhưng con chưa từng biết rõ. Quê đàn, dạ, mới vì lòng mà cha ngài quyết y, phải chọn người để quy, để không phụ lòng thân mẫu của con, nơi chinh xuôi được ngắm cười. Lời của cha là thứ ngọc vàng, kẻ nào dám sai ngoan, dư đạo là con cũng còn dừng, thảo chứ đỡ nên chứ đã trộn người ân. Lời dạy phụ thân con trẻ đã ghi lòng, kẻ nào dám đứng sai. Bài tiên diệt cho thần linh đình, rước khách anh hùng quang lâm. Dạ, lời cha dạy con đâu dám cãi, trẻ xin tuân ý phụ thân. Nhớ thay đổi xiêm y đàng hoàng và thay cha bồi yến nữa nghe chưa? Xin tuân lời. Đã đọc ý ta. Trụ nên mình bất năng toàn lễ, xin ân sư xóa tội môn á đồ á. Võ trạng lễ mễ chi thêm nhọc, nào mời vào tận cứ dinh cùng nhau đàm đạo nghe chưa? Đã tạ ân sư, đồng tọa với lão cho vui, mời. Ơ kìa, sao cứ quân ngốc ngồi mà còn đứng đó vậy? Dạ, xin cho thọ tôi được khép nép đứng hầu, còn ngang hàng với tể tướng thì thọ tôi đây không dám. À, tốt, nhưng lão phu đã cho phép tướng quân chớ đừng nên ngần ngại nghe chưa, mời ngồi. Ẩn sư đã cho phép, cung kính bất như phụng mạng, đã tạ ơn sư. Ngồi. Đúng là văn khoa võ, võ khoa văn. Mời, mời tướng quân cùng ta đồng ẩm à. Mời. Dạ, thọ không dám mà. Tại sao vậy? Dạ, thọ chỉ sợ bạch cốt hồng nhân diện tùy trung tắc xuất nguồn đó thưa ngài. Hay, tức là tướng quân sợ rượu vào làm cho đỏ mặt tía tai,
rượu vào lòng sẽ làm cho lắm tiếng nhiều lời. Không sao không sao, ta đã xem tướng quân là người tri kỷ, uống trăm bầu nào có xá gì đâu. Mời tướng quân tự nhiên. Dạ, ngài đã quá lời, thọ tôi cũng xin dùng cạn chén. Tử cùng tri kỷ uống cơm bay được thiểu mà con. Mời, mời. Tướng quân. Thêm nữa đi ha, tướng quân, thêm. Mời. Tao quên đi gió trạng. Ngoài cái việc ta mời tướng quân sang đây giữ tiệc, sau đó là cái việc thứ hai ta muốn hỏi tướng quân về gia thất ra sao. Dạ, thọ này mãi mê rèn luyện kiếm cung, hậu lập công danh, phụ mẫu từ lâu đã khuất núi. Hả? Tốt quá tốt quá, ôi nghe quá thật cảm kích thay. Võ trạng của tướng quân tài xứng đáng là trai, rồi đây sẽ làm rạng danh trong thiên hạ. Dạ, xin ngài chớ qua khen, đó cũng là nhờ đức độ ân sư. Tiên tử công đầu chiến dài tuổi nguyên, ơn đức cao dài họ ghi khắc mãi trong tim. Dòng mây hôm nay đã thương mộ ý muốn của ta, thêm thắt chặt mối thâm tình. Dạ, phúc cho kẻ này được tể tướng nói thương, ơn đã khắc sâu đi đâu để ngài mừng già. Đạo đoán thật đúng không sai, tài đức hiện hay, thật đang mặt anh hùng. Chẳng hay nơi gia nội đã có hiền nội chưa? Dạ có, vẫn chẳng đơn ngôi chiếc cô phòng. Lão đây còn một ái nữ trang đại ý muốn mơ, trong gió trạng lên duyên. Thế nào, lão còn lứa con gái muốn gả gió trạng, gió trạng thấy được sao? Dạ, ân sư muốn cho thỏ này hối duyên cùng tiểu thơ à. Đừng đừng đừng, tướng quân thấy thế nào? Dạ, bẩm ân sư, ơn ngài như trời biển, thỏ chưa có dịp đáp đền, lại muốn cho thọ này cùng ai nữ nên duyên. Dạ, thọ chỉ sợ thất phu phàm tục, không xứng đáng cùng mẫu đường sánh bước đó thưa ngài. Tướng quân đừng có e ngại, hãy xem đây là một dịp mai, và ta sẽ cho ái nữ ta bồi yên thay ta tiếp tướng quân. Đa tạ ân sư, ơn ngài xin thắt chặt, họ sẽ liều chết để phò ngài, dù phải sông vào biển giáo rừng khương. Họ nhất quyết tâm không nào đúng. Tâu qua bình thân này tướng quân. Đã tạ ơn sư. Nè, tướng quân cứ tự nhiên, hãy xem dinh thự này là dinh thự của tướng quân. Đêm nay ta sẽ cho nhạc công nhá, nhạc công nhá. Nhớ hãy tận hưởng những gì sẵn có, nghe chưa? Đợi lão nha. Đa tạ ơn sư. Quê đàn con, quê đàn con. Dạ. Dạ thưa cha, con xin lớn rồi. Theo lời cha đã nói với con đó, hôm nay cha mời võ trạng sang dinh này, nếu con thấy được mắt được người á thì cha còn cho ở đây trò chuyện với cha và con tiếp cha thay cha hả. Dạ. Còn nếu không được á thì cha sẽ đuổi về lập tức. Dạ chơi, con xin phép cha cho con nhìn mắt. Cha cho phép nhìn đi.
được. Còn lần thôi, con hãy tiếp tục thay cha mồi liếng nghe chưa? Dạ. Ai võ trạng cứ tự nhiên nha, con gái ta sẽ ra mắt võ trạng đó. Đã tạ ơn sư. Ta vào em nghỉ nha. Dạ, ngưỡng dâng lời thân phụ, lễ ra mắt quyến quan. Chủ chủ gì? Đáp lễ tiểu thơ. Xin đa tạ. Người yêu ơi,
dù kiếp tình ai khó quên. Ngày hôn lễ giao ban quanh đẹp đôi có trời dùng soi sẽ thân lòng nhau có trời dùng soi sẽ thân lòng nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta khuyên nàng, nàng đừng buồn nữa. Lúc nào ta cũng ở bên cạnh nàng kia mà. Tình kéo sơn, quê đàn ta như mãi, như thủy chung một lòng với ai. Em nghĩ em sao này, tình hay tâm đời dời. Thôi đêm ước đi không nhau. Dù cuộc đời có tàn khốc như cơn lốc định mệnh trai ngang, em không thể gánh lấy phụ vàng mà phải tận hưởng giàu sang trong hạnh phúc. Tình đôi ta như dòng nước trong không dĩ đụng trọn kiếp, bên nhau mãi mãi không xa rời. Trời đẹp nước đẹp trăng, đẹp mây đẹp gió, đẹp duyên đôi nhịp. Anh mong đẹp cả tâm tình, cho duyên chúng mình đẹp mãi đến ngàn năm. Đời ta luôn bên nhau, chỉ thắm sẽ duyên đúng đào. Dù qua gian lao, ta mãi trong đời có nhau. Trăm năm kết chi thơ đào, yêu đến khi bao lâu, tình ai thêm nguyện sáng soi. Yêu đến khi bao tình phai vẹn nguyện sắc son. Chào hỏi lẫn nhau. Hiền tế từ Hải Thọ, đây là nguyên soái điều khủng sanh vừa dẹp xong giặc hung nô trở về triều bái mạng đó con. Tiểu đệ xin kính bái trưởng quân. Đây là rễ cả đó. Đáp lễ điều khủng sanh. Dạ. Còn đây là từ Hải Thọ, cha cũng mới vừa chọn là rễ Đông Sàng là chồng của tạ quê đàn đó. Dạ. Con vừa về nghe phu nhân bẩm lại, nên hai con vội giả sang ngay. Quỳnh xin chúc cho hai em đẹp phận trúc mai. Xin cảm tạ tẩu tẩu cùng huynh trưởng. Tốt lắm, tốt lắm, anh em hòa thuận với nhau, vậy là tốt lắm. À này, Quê Đàn, dạ. Ngọc Dung, dạ. Lâu quá chị em mới gặp mặt với nhau, cha cho phép ra người quê Duyên Hàng nguyên tâm sự nha. Dạ, con xin phép cha, xin phép tướng công cho con và Quê Đàn ra hậu viên tâm sự. Để cha trao đổi với hai chồng của con. Dạ, con xin phép cha và Quê Đàn. Điều khủng sanh, dạ, con hãy trả lời cho Dẹt Gia được biết.
người làm tướng thì phải làm thế nào vậy con? Thưa nhạc phụ, người làm tướng phải biết thành danh bằng thanh gươm và y ngựa. Hay, Từ Hải Thọ hiền tế. Dạ, nhạc phụ gọi con. Nghe cha hỏi rồi trả lời cho cha được biết. Con ơi anh hùng thì phải làm sao vậy con? Tâu nhạc gia, người anh hùng à. Huân tâu, người anh hùng phải biết tạo nên thời thế. Hay. Sao? Anh hùng phải tạo nên thời thế à? Đúng. Đừng ngóng. Chứ không để thời thế phải tạo anh hùng. Bấy lâu trong lòng già lo toan, đến nay nhớ con thơ ngày qua đêm gần, ta quyết tâm toại nguyện. Con không thể dâng lời làm theo ý cha, phán nước non mang tội nhớ đi nhân lành, khi dân phố đau bao tai họa nơi buồn nhạc. Khuyên nhạc gia chớ nghe theo mà mang tiếng nhớ dây đời. Sao huynh chẳng tuân lời làm theo ý cha, nếu hơn dường du dường năm ngày vàng, e lòng dân quán thang năm họ sống. Con hãy nên nhớ nhất điềm thiên giảng chủ, toàn dân của chung không là riêng ai. Có tài ta lên thế thầy á, trình cho ta rõ cuộc chinh phạt của nô hư thực ra sao. Muôn tâu bệ hạ, quyền soái điều cũng sinh quả tròn giọng tướng anh hào, vừa ra quân mấy trận làm cho bọn giặc hung nô khiếp vía. Không đúng như vậy, tể tướng, cuộc bắt phạt quân ta đại bại, thợ báo tiệp từ miền quá hải, binh sĩ thương dân vì lòng hủy kế không thành, nhà trống vườn quan thiêu rụi những mầm xanh, ngựa thiếu cỏ người không lương thực. Tại sao? Hãy trả lời đi. Muôn tâu bệ hạ, khi ban lệnh sức quân nơi diễn gió trường, chỉ cường quốc pháp của triều đình, tướng sĩ ba quân một lòng tuân lệnh, tổng binh Ngụy Tần lãnh ân tiên vương, đệ đốc Hứa Văn lãnh phần hậu tập nhận lương quan do Lưu Nghị. Tổ bệ hạ trọng trách không tròn nên sự giảm làm vương, khai lộ xuyên rừng mở đường quyết sắc mạch, bao nhiêu cây rừng tể tôi mới cho người đốt sạch. Thần phải đơn che trên bè dưỡng xuống, dân giả trong bè mới thắng được đô. Trước sân đăng
lời thật thần tấu trình, lương thực không còn binh khí cũng tiêu hao. Tướng binh khoan khoai sắc rỡ lòng, vì sợ uy quyền tể tướng im hơi. Tể tướng, sự thật có đúng như vậy không? Mô tàu đúng như vậy. Hả? Khanh, khanh làm như thế là có dụng ý gì? Dụng ý là chiết chi phạt mọc phản hướng, quả là xấu độc, tôn lực thần lộ phó khi quân. Sơn sang phẩm phục, giống lộng quyền quy, nếu xét ra hầu có xứng đáng gì, lại sánh sể quyền hành nhất phàm. Tâu bệ hạ, xin cho thần khuyên giải đôi lời. Xin ai gà dập cơn phẫn nộ, dũng độ thất phù sẽ đáng mặt anh hùng. Ta phải sống hiên ngang như bách như tùng, đừng giọng dây leo hay lời chùm gửi. Những kẻ xin lĩnh nào có xá chi, xin bệ hạ đèn trời soi xét. Trước mặt ta cứ chút lời căm phẫn, để xuống diêm đài không còn dịp để trần tình. Họ cứ lấy bầu tôm chen á để rõ hơn cho ba người quá khó quý của ta đâu. Ta muốn đầu mi phải đụng trước đơn chi, cho dù oan chung chi ta cũng không oan trách. Ta chết chết thôi. Dưới mắt ta như tiểu ca chẳng ai hơn. Dùng gương chiếc cây giang hừng, có ai nào dám so tài? Nếu khôn khôn thì mau lên truyền cho con chặt đầu ngay đi, đi đời chốn kim ma đào không ai còn dám lơ. Thôi đi đi, xin tôi lên thì lên cho. Tế tư quả cái lời quốc pháp, từ hải thọ minh vượt cha chẳng kiên nể một ai. Giảm gì công thần triều sĩ giữa lông ngai, tự hỏi các ông có còn xứng đáng là công thần của tiên đế. Cuộc đời là dâu bể, cũng lắm lúc phải đổi thay chứ. Ta muốn thượng lông ngai hạng văn đế, thức thời nên thoái vị. Ta không loạn ngôn chớt đi quân. Ai? Ai? Có ai là đầu tiên không? Tại sao lại như vậy? Nghe ta nè, rễ quý của cha đâu? Dạ y lệnh tu lĩnh. Phòng tứ bửu hẹn dần đế khốn hồn, nên ký tờ thoái vị nhường ngôi. Ta sẽ dùng đức diêu sinh cho an thân một cõi, giết vào loạn thân ta tử. Đừng nằm mơ, dù đầu ta có rơi, quyết không nghe lời
bao cho kẻ ăn gian xoáng ngồi truyền giết vô tiên dương ơi xin tha lỗi cho con nghiệp để suy tàn về tay kẻ ác gian bởi quá tinh đã dùng mà giờ gặp đường cùng lòng già giang đã hơn nhà lừa xoáy làng cuốn bông lòng chiều đêm mà chấm đã tầng ba chỉ vì ngồi bao nghe chúa tôi không ta chánh đục trong rẻ nước đôi dòng lòng đã dặn lòng quy chẳng dừng ngồi xin thần dân tha lỗi cho an dân xây cung vua làm hào của tầm đi lên ngôi cao toàn dân khổ đau nay ta thay trời lên ngôi còn ngươi giờ đây phải chết thôi hiền tế của ta đâu dạ theo đâu dân đế cứ lên mà dừng tay lại trời mẹ Điều Phụng Sanh, mi muốn tạo phản à? Từ trước con, huynh cản đây là không muốn em hành động bất nghĩa. À, bẩm Nhạc gia. Mà không, tấu Nhạc Dương. Vậy mới hên chứ. Nếu Nhạc Dương muốn làm nên nghiệp lớn thì phải cần thâu phục nhân tâm. Nếu Nhạc Dương hành động sai lầm thì kẻ sĩ hiền tài đều xa lánh. Đại quả xin Nhạc Dương cần nên tránh. Đừng để tiếng đời cho rằng Nhạc Dương là kẻ thi chúa đoạt ngôi. Thi chúa đoạt ngôi, đúng mà, tiếng nói sâu lắm mà. Còn theo ý hiền tế thì sao? Tấu Nhạc Dương, xin Nhạc Dương hãy giam tất cả vào chốn thiên lao, dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên nhủ. Hắn kỹ xong rồi ngọc ấn trao tay, lúc đó mình hạ thủ ngay, ban cho hắn một bầu độc dược, cha ban yết thị cho toàn dân được biết. Ba ngày sau sẽ làm lễ quốc tang. Việc đã xong ta phải chọn người tài lên kế vị ngai vàng trị nước. Người đời ai biết được cha con mình là kẻ xoáng ngôi. Nhạc phụ, đúng rồi con, có cái câu là dục tóc bất đạt, dục quẩn mới cầu mưu. Đúng, hiền tế đã hợp với ý ta. Vậy đâu, giam tất cả vào nơi tử ngục. Tương lai về đâu
Kìa ái thê, tại sao nàng mặc ủ mày châu? Tao có làm chuyện chi không phải để cho nàng hờn giận? Hỡi Tạ Ngọc Dung hiền phụ, thôi đi, thiếp ngỡ chàng là một bất chính nhân quân tử, nhưng giờ đây chàng chẳng khác nào như là một kẻ thất phu. Kìa phu nhân, ta làm lỗi chi sao phu nhân quá nặng lời? Nàng nên nhớ, tại gia tùng phủ còn xuất giá tùng phu, xứng đáng là người vợ nên đảm đang là người nổi trợ, phải biết kính nhường khuôn phép lễ nghi, chớ có lý đâu học theo thói Kim Liên, lớn lối với chồng còn cáo giọng xỏ xiên, thiên hạ chê cười mất hết gian nghiêm. Rất tiếc chàng đi nhân bất trí thân, chỉ biết mắc lỗi người chứ chẳng biết lỗi ông, vì cũng đòi học ở cửa công. Phu nhân, lỗi của ta là lỗi gì? Nàng nói cho rõ. Nàng nên nhớ, phu sướng phủ tùy, gái nghịch chồng tội ấy ra sao? Gái nghịch chồng, gái nghịch chồng tội đang phong thay. Dầu sao cũng nghĩa vợ chồng, ta nào chấp. Thôi, lại đây với ta phu nhân, lại đây. Coi kìa, đừng làm như vậy mà mất niềm hòa khí. Tướng công, chàng đã hỏi xong, giờ cho thiếp được quyền hỏi lại. Vợ yêu quý ta không chịu, ta còn biết chịu ai? Ta đồng ý. Gái gật chồng tội đáng phân thay, bại quân hầu. Phu nhân, tại sao lại hàng nói như vậy? Rồi đi sẽ về
người đất đã mơ cầu. Nghe lời thiếp từng ngày thêm máu đồ, nhưng dục hàng sang là không vui bất đường. Phu nhân lo thương lại cho ngày mai thiên dịch, kia ngôi cao bao công hầu đang chờ, biết tay cha sẽ thành nghiệp bê, sẽ không cho người đời khi dễ. Phu nhân, quả phụ nhân nan quá, nên kinh cửa lo phận tề gia, chớ dại dột mà xen vào quốc sự. Trời ơi, ăn mấy công hầu để làm mờ ly tri, hương bông lọc hoàng ân lại mưu phận triều đình. Trời, tôi sống làm chi để bia miệng cười kinh. Đẹp xin lấy cái chết để được không hỏi tâm đến tên. Lòng nàng nhân ơi, dù mai đây gặp nhiều ngang trái, cùng hiền thê quyết so dài cứu hòa dân lành. Tư công phu nhân hưởng bổng lộc hoàng ân mà mưu phản triều đình, cố gượng cười vui là để tin lòng nhạc phụ, dùng lời lẽ ngọt ngào giúp quảng cầu mưa. Tâu giam vua là chờ đợi thời cơ, tìm sơ hở để cứu vua thoát nạn. Đường anh đi giờ đây có bạn sống chết bên nhau trọn đạo dung thần. Cho lòng thương ta cầu chứ chung không mang thành tương. Cha xin thương yên dùm cửa tha bao lời chữa. Ta mừng vui khi hiền thề chứ chung nàng đây quyết giữ, quên đi câu sanh thành. Lĩnh cửu trùng còn giam giữ ở thiên lao, phải tìm cách nào cứu vua thoát nàng mới có cơ hội ngày sau chuộc tội. Tội cha làm con trẻ phải vượt mang. Tương công, xin tương công toan liệu, nếu chần chờ chắc chạy khó có thời cơ. Đúng, nếu chần chờ e không có thời cơ. Đúng, đúng rồi, chỉ có nàng mới làm được việc đó. Tương công, việc gì xin chàng cứ dạy. Phu nhân, sao thiếp phải đánh lừa thân phụ à? Phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bệ hạ nên nghỉ ngơi trở lại. Đã 3 ngày trời bọn nó không cho chúng ta ăn uống, phải cạo rêu xanh bám quanh tường, dắt nước uống cầm. Ôi, đúng là quân giả mang tu đội lớp người mà. Nguyện rủa chứ phi lời, ta phải tìm cách cứu nguy cho bệ hạ. Ta phải tìm cách nào để cứu hoàng thượng không khỏi cảnh đơn đôi khác. Mệt lạ biết đi trong giấc mộng, cổ họng xác khô, đầu nặng mắt hoa, thân xác rã rời, bụng rụng tay chân, bụng đói cồn cào, người không còn cử động. Một tổng thường thôi đã liều chết để dành cho hoàng thượng sự sống. Khanh nói sao? Khanh nói sao? Thượng thơ đã lấy máu của mình cung nguyên cho hoàng thượng. Thượng thơ, người liều mình hy sinh, gánh tay lấy máu mình thay cương, để cứ sống mang vua như qua thế. Vua ban thần đầy sinh mang, nạp thần ơi, chậm đây bàng hoàng như người trải qua cơn ác mộng.
hiểu được nguồn cơn lòng đảo như xé vì mạng chúa tôi nhẹ nhẹ chạy đuôi dòng giữa phong ba đỏ nhà nghèo chỉ mới từ phố nào lúc sơ hạ đào đỏ nhà xin bệ hạ nén lòng, lẽ đâu số mệnh trời già đoạn trăng, hận dung giữa đêm phong, trời cao đâu nỡ phụ trung thần, xót xa nghe nhân chuông tiền, náo lòng một đến quân lòng ơi ruộng ơi, nếu phải hy sinh chúa tôi cùng chết, coi tạm phụ du chờ đợi chăm theo buồn. Tóc còn xanh còn nắng nở núi sông, thần không thể nhớ thương ai dòng còn trong bao giờ. Phật đúng có thiên tùng nhân nguyện, thành phải sống để chờ. Chiếu lệnh của Tân Dương, mau lui ra ngoài chờ lệnh. Dạ, hạ thần đều phụng sanh xin bái kiến bệ hạ. Âm ngữ của lòi loãng tập, ngươi định làm gì? Ta liều cho nó bảo vệ cho thanh quân. Bệ hạ, hạ thần đều phụng sanh xin khấu đầu bái kiến thiên nhang. Còn đây là hiền thê họ Tạ. Dạ, bái đầu bái kiến thiên nhang. Giết ta đi, giết ta đi hỡi một lũ gian tà. Bệ hạ, ta thà chết chứ không nhường ngôi báu. Bệ hạ, lòng gian tà vua yên già lắng na, giờ đây
còn kịp nữa. Một bao chuẩn bị canh phòng sẵn mật. Sao tôi nghe tiếng huyền náo trong này? Tuần tra cấm vệ đàng hoàng nghe chưa? Kính chào phu nhân và nguyên nhân, tôi với lĩnh Tân Dương tuần tra cấm ngục, không cho phép ai một được vào nơi đây. Vậy phiền ngài hãy cho tôi xem chiêu lệnh. Vô lễ! Chúng bày dám xem thường Tân Phò Mã Đường chức à? Bất lửa hoàng thân quốc thích. Chiêu lệnh đây! Phiền ngài cho tôi xem chiêu lệnh. Không có ẩn tính của Tân Dương, bọn phải loạn bây giờ. Bệ hạ, bệ hạ, nhưng lúc bệ hạ bao nhiêu tất cả bà. Cái gì? Bà hả? Mặt ta vậy mà kêu bằng bà, thấy ghét. Biết vậy nãy khỏi cứu. Dạ. Dạ thưa cô nương, tôi thật bất ý ăn nói hồ đồ, mong cô nương lượng thứ. Không có chi hết á. Nè, ông tỉnh rồi phải không? Ông nghe tôi hỏi nè, nhà cửa của ông ở đâu? Cha
người sao mà ở nhà không ngủ, ra đây bị trúng gió nằm té đây vậy? Dạ, chẳng giấu gì cô nương, tôi là khách thương vui mèo men thơm bền mộng dài đó mai đây đêm gò thầm xưa cũng sống cơ cầu cô nương tôi vô tử đang tên gọi với ngủ miệng bọn Phường Sơn cướp sạch bạc đi xa sao đi chỉ có một mình à, công bạn đồng hành thì buồn lắm, còn à còn chị ở quê nhà tôi luôn thôi tôi còn chưa có nổi cô nương à. Còn cô nương, còn tôi chắc cô nương đã còn à, chiếc bóng tộc không dướng bận làm gì, cuộc sống khỏi đơn côi thôi. Bây giờ ông tỉnh rồi tôi đi nghe, tôi phải lên rừng hái thuốc đó. Cô nương ây à. Ông bị cái gì nữa trời vậy? Trời bệnh cũ tái phát rồi cô nương ơi. Đỡ giùm tôi đi, tôi xỉu giờ. Không có được. Nè nè, ông bệnh cũ mà bệnh gì vậy? Ông bị bệnh gì? Cái bệnh này nè, bệnh này từ nhỏ lớn lên tim tôi thôi thơm sớm ngừng đập rồi. Ghê quá. Nếu à, có bàn tay để ấp vào tim, bàn tay con gái là ấp tim tôi liền. Lạ kỳ à, cái bệnh gì mà lạ kỳ à? Bệnh gì mà phải có bàn tay, mà bàn tay của con gái thì trái tim mới nhịp đều hả? Ừ. Từ trước tới giờ tôi mới có thấy á, cái bệnh gì mà lạ kỳ ghê á. Quá cô ơi, cô nương lẹ lẹ mau lên nha, không thì tôi xỉu. Bàn tay tôi nè. Chết trời ơi, nặng quá. Trời giờ đã đông, hôm nay là ngày gì, số mình không hên. Dịch ơi, ra cứu chị với dịch ơi. Trời ơi, nặng quá. Ông ơi. Ê, nhỏ ơi, nhỏ vậy nhỏ. Ê, lạ thật. Ông ơi, đây là đâu? Dạ. Tại sao ta lại ở đây? Dạ, đây là cái đầu. Dạ. Dạ, xin chào. Dạ, ông ơi. Ông ơi, nếu mà ông không nhờ chị tôi cứu ông á thì cả như là ông tiêu tán rồi đó. Thì ra cái tiểu thơ mà cứu tôi là chị của cậu à? Rồi, chị hai của tôi á. Dạ, xin vàng tạ ơn. Thôi, trước lạ sao quen. Ông đừng làm vậy không có nên đâu. Ông còn mệt lắm á. Ông ngồi ông nghỉ đi. Rồi chị hai tôi múc nước ra cho ông uống nha. Dạ, cảm ơn cậu. Dịch ơi, nhà hết nước mà cũng không chịu nấu nước. Nè, tôi nói anh nghe nè. Anh uống nước đi, tôi vô tôi nấu cơm liền cho anh ăn nha. Cảm ơn. Không có cơm nước thì cậu hỏi tôi. Chị hai ơi, chị hai. Trời ơi, người ta đói em phải nấu cơm. Không có được. Để người ta xỉu. Không có được. Trời ơi, chị hai. Chị nghĩ sao chị là con gái, ông là con trai, chị cộng gì đây vậy? Em nói gì kì à, người ta bị nạn thì mình phải cứu chứ. Trời ơi, biết là cứu rồi. Nhưng mà em hỏi chị nè, mặc dầu cha mẹ chết hết nhưng mà chị em mình cũng có học vậy không? Ừ. Cái câu nam nữ thọ thọ bất lương thân. Chị biết. Trai gái còn không được đứng gần. Đứng gần mang câu thọ thọ. Mà chị cộng ông về đây chết rồi chị hai ơi. Sao chết? Trời ơi chị hai ơi, mình chị cứu. Không sợ người bạn tán sầm. Bạn gì? Câu nữ nam thọ thân cũng có biết chị không biết hay không? Tuy cha mẹ mãn thần, em còn đứng chân nâng nè. Chị lớn hôn rồi cần gì em dạy đời? Con thì phải biết giữ gìn và phân. Chị làm gì em buồn? Chị dẫn người về đây giờ ta bàn tay chị nhúng hàng rồi nè. Nhúng hàng hả?
chết rồi. Đúng em, để chị đi rửa. Không được, chị để em. Còn cái ông này nữa nè. Ê, dịch ơi, đừng có làm. Ông định giấu thân phận không phải không? Chị Hai ơi, em nói chị Hai nghe nè. Cái gì vậy? Bây giờ em phải làm cho ra lẽ. Làm ra lẽ gì? Em phải nói, ông phải khai ra hết. Khai ông hết? Ông khai hết là biết tay em. Mà khai chị nín. Kể từ giờ phút này, em là người có quyền trong căn nhà này. Nhưng mà chị... Chị nín, nữ sanh ngoại tộc, cha mẹ chết, em là con trai có quyền thay thế. Nhưng mà chị... Lên, em biểu chị đứng đâu, chị đứng đó. Em biểu chị ngồi đâu, chị ngồi đó. Em biểu chị nằm đâu, chị nằm đó. Cái gì? Biết không? Con trai có quyền. Trời đứng đây. Hôm nay ngon dữ ha. Tôi nói chuyện với con cha này. Trả lời không xong biết tôi á. Nè, nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn quá, người ta đang ăn ta sặc. Thôi. Trời ơi, quay quá à. Ông hỏi nè, nói thiệt nha, ông tên là gì vậy? Nãy giờ làm tôi sợ quá à. Ăn cơm muốn mắc nghẹn, muốn chết luôn vậy. Không có mà, vậy với ông sao ra, ông tên gì không? Chẳng giấu gì cậu, tôi tên là... là Du Tử Lan. Du Tử Lan, tên đẹp quá chị Hai ơi. Ông ơi, từ hồi mà chị Hai tôi cứu ông về tới giờ đó, ông có biết tên chị Hai tôi không? À, cậu còn không nói làm sao tôi biết. Chị Hai tôi á, tên đẹp lắm á. Tên gì vậy cậu? Tên là Kim Liên. Còn tôi Kim nè Liên. Tôi là em của chị Hai tôi. À em. Tôi tên là... Tên gì vậy? Tên... Tên gì? Ôn Dịch. Ôn Dịch. Ờ ông ơi, cha mẹ ông còn hay hết vậy không? Dạ, chẳng giấu gì hai người, cha mẹ tôi chết hết rồi. Cha mẹ chết hết rồi. Chị Hai ơi, chị Hai, cha mẹ ổng chết giống chị em mình mồ côi đó. Để em nói chuyện với ổng. Ông ơi, tôi hỏi thiệt ông nha, bây giờ ông hết bệnh rồi, nhà cửa ông ở đâu, quê quán ông chỗ nào, nói tôi biết đi ông. Dạ, tôi không có nhà cửa gì hết trơn á. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Ông có nhà cửa hả? Chị Hai ơi, ông không có nhà, chị Hai ơi. Ông cho ông ở đây đi, tội nghiệp ông quá. Trời ơi, không, tôi nói chị Hai nghe nè. Bây giờ em nói thiệt chị á, ông không có nhà cửa. Bây giờ á, chị phải làm đủ mọi cách. Làm cách gì? Là chị làm sao? Là... Chị năn nỉ ổng cưới chị làm vợ. Trời ơi, em nói cái gì kỳ vậy? Chứ nếu không thì... Thì sao? Ai còn dám cưới chị nữa? Chết rồi chị Hai ơi, chị cổng ổng về đây nè. Là chị còn mất ba con gái chị rồi. Chị mất ba con gái chết rồi Dịch ơi, làm sao? Tôi năn nỉ ông mà. Ủa, cậu Dịch ra chuyện gì vậy? Tôi nói năn nỉ ông mà. Chị năn nỉ tôi. Ông ơi. Chuyện gì vậy? Cưới giùm chị tôi, làm ơn thương con. Kỳ quá à. Nếu chẳng chê tôi kiếm người mai dòng. Chết. Chị tôi phòng không còn ta kiếm băng. Nếu chẳng chê em đứng làm mai cho. Dịch ơi, em nói gì vậy? Tờ duyên lứa đôi ấy cũng bởi cho đời. Thương nhau đi, thương nhau đi. Ông có vợ chưa? Ông có vợ là con có gả chị Hai cho ông đâu. Cậu ông Dịch à, lại nói nghe nè. À, ông có vợ chưa vậy? Tôi chưa có vợ. Ai ơi, ông có vợ kìa. Thân tôi phòng không ngày đêm chiếc bóng, quá xa xơ ai mà chịu đánh tôi. Trời ơi, vào trong để làm lễ tờ. Hữu diêm thiên lý đắng tư ngộ, vô diêm đối diện bất tư phục. Du Tử Lan, Thiên Liên làm hết hồn. Thiên Liên đâu ai ngờ duyên chuông mây. Nơi em trai đình
đâu anh Vinh này? Kim Liên, ngồi đây chơi đi. Kim Liên, tôi đây là đâu vậy Tướng Công? Đây là tỉnh Sơn La, còn trước mắt là Giang Phủ. Nàng đang đi thêm vài dặm, tìm được nhà dân rồi vợ chồng mình sẽ tính sao. Phán lại cha mình cầu mong sao đứng vua thương tình giảm mang gia hình, thương nàng hiểu chung xứ vẹn đôi bề. Năm tháng trôi qua rồi lòng chỉ thấy bồi hồi thân. Hầu tiên mình cứu Ngụy Sơn Hà. Ráng lên phu nhân, tìm được bệ hạ rồi, vợ chồng mình sẽ thoát qua nguy hiểm. Một năm dài chờ đợi, đến đêm được trời hồng, như gió ngựa qua sông. Thương chung dân trong dầu sôi lửa bỏng. Ôi còn đâu để dừng, buồn tôi cho thương mình. Trung thuyền trôi nổi phong ba đất trời bao la. Lòng hoàng đào xót xa xa. Có ai trong nhà không? Có ai không? Làm mau cho chúng tôi xin chén nước. Có ai không? Dạ có, xin mời vào đây, đợi tôi một lát. Phu nhân, vào đi phu nhân. Tướng công. Ráng lên phu nhân. Ráng lên phu nhân. Dạ nước đây. Dạ xin mời hai người. Dạ. Phu nhân à, uống đi phu nhân. Từ từ, từ từ uống phu nhân à. Dạ xin cáo. Không. Trời, điều vụ xanh tư quân bệ hạ. Một năm trôi nổi thân vàng lang thang khắp nơi, nghịch cảnh gió trời gieo bao đắng cay. Số phận an bài riêng đời của ngài, vì kém đứng để muôn dân quan hàng ta lê vào. Vì chính xuôi hỡi tiên dương cứ tha cho con đời. Nói chơi hiếu con lối nào, làm người không mang tô bất trung. Thần chiếm binh chờ tin, tìm quốc vương quyết lại kinh. Thì tư trong quyết em buồn hối tội tới nhà thần, vì chẳng nghĩ chẳng đi theo đi cho mình. Mong thánh hoàng hội kinh, nếu không lỡ dịp mà. Hai khanh bảo sao? Tâu dừng chứ hầu hán quốc và toàn dân trong đợi.
góp gió muôn phương sẽ làm nên bão lớn, chuyến bãi thành thắng là ở lúc này. Không, ta không đành ra đi vội vã. Bao kỷ niệm trong đời đã vùi chôn trong mái lá thân. Bệ hạ, nhờ ai mà ta biết sanh tồn, nay lại phải sanh trong một thiên giả từ. Điều gì đã làm vướng bận bước chân, bệ hạ nói ra đi cho ngũ thần tường tận. Ta đã yêu tha thiết nàng lòng, bệ hạ yêu người ấy với ta. Dạ, dạ, chúng thần xin ra mắt Dương Phi. Hiền thê, miễn lễ cho họ đi. Thiếp đâu có quen mấy cái ngôn từ xa lạ đó. Cứ miễn lễ cho họ đi. Đáp lễ. Phu phụ hiền khanh hãy vào trong an nghỉ. Một lát, việc nước ta sẽ bàn sáng. Tâu dân, vào an nghỉ đi khanh. Dư Tử Lan, chàng phải trả lời cho thiếp rõ, tại sao chàng lại giả danh là thương buôn? Này rõ ra chàng là hán đế chiêu dân. Cổ nhân đã dạy thiên tử bất hí ngôn mà. Kim Liên à, nàng nên hiểu cho ta, trên bước đường bốn ba đặt phải vậy. Khi về chỗ đế kinh thì nàng vẫn là Diêu Dương hoàng hậu. Thần hèn quê dám đâu mơ vào chuồng mặn về quanh năm nghe sóng dồn.
hãy giúp ta chung lo việc nước. Hiện sức chung lòng ta ta càng biển đông. Chàng đã dạy quá lời, thiếp chỉ là hạng gái tầm thường. Nhưng ắt sẽ làm nên chuyện phi thường. Hẳn nàng còn nhớ câu trường đồ chí mã lực. Tâu bệ hạ, tình thế khẩn cấp, xin người tính toán lấy khôi phục lại sang hà. Bệ hạ, ngàn năm chỉ có một, xin người đừng bỏ lỡ thời cơ. Phải, ta đã nghĩ kỹ. Muốn bứng cây, ta phải đốn rễ đắng cành. Muốn khôi phục lại ngai vàng, ta phải diệt trừ ngay từ hải thổ. Dạ, muôn tâu, chỉ còn một cách, không phải viết thơ gửi đến Tạ Quái Đàn. Nàng sẽ giúp giúp ta trong đại sự. Phu nhân, nàng đừng quên Tạ Quái Đàn là ái thê của Từ Hải Thọ. Dạ, chung dòng huyết thống hiểu nàng ở hai hết. Nàng cũng nặng lòng ái quốc thương dân, thần sẽ đem sinh mạng của mình để chứng minh lời nói đó. Tốt lắm, tốt lắm. Đó là kể nội công, ta giao Tạ phu nhân. Chậm viên mật thơ gửi tận sang Hung Nô Thành, nhờ Hung Nô Chúa cho mượn binh ngoại khích, cuộc cơ đồ nghiệp đế suy vong. Thần cũng lĩnh ra đi, thần nghĩa cao dài, hùng hấn giao lưng, hai nước giao hòa mãi của cán qua. Dẫn đưa gian sang trong vào tay cao chung thần, thần dục má lên đường cho kịp thời gian. Phu nhân, còn gì cao hơn? Chương phi chi phi. Nhờ nàng mau trao thơ, trao tay tới quê đàn. Lời giang xin khuyên lớn, nay nước non đang cần, hãy nên cứu lấy non sông dè tình vì quê hương. Mãi mong của phụ thân tôi thoát nạn, tôi xin liều thân yên lắm cho tên. Dù cho tan xác suối vàng thì dân hát nài lòng tôi quyết về mong về nam. Ngày mai lời ca phúc ấy qua người dân hát mừng chờ bên thanh hòa. Cam thanh tâm minh mục đây. Ủa lạ này,
tại sao lại có giống cam thanh tâm minh mục? Gia nhân đâu? Dạ. Hãy cho gọi người bán cam vào đây đó nha. Dạ. Dạ. Dạ bẩm phu nhân, tiện nữ là người xa xứ đến đây để bán cam, mời phu nhân dùng thử. Mời cô nương hãy đứng lên. Dạ. Chẳng hay cam này giá bán bao nhiêu? Ý của người bán, cam này có hai loại. Theo ý của phu nhân muốn dùng loại cam nào? Ý của người bán thì sao? Ý người bán muốn khách hàng nên hiểu, nếu muốn dùng cam, phải biết câu tứ tam và hiểu câu nhị ngũ. Lời nàng thật hy hữu, tứ tam ra sao, cô hãy nói mau. Bẩm phu nhân, nếu phu nhân muốn biết cam này lai lịch trước sau, xin phu nhân hãy bãi hết người hầu bên cạnh. Thôi được, ta bãi hết người hầu, cấm không được vào ra nghe ngóng đó nha. Xong rồi đó, cô hãy nói đi. Bẩm phu nhân, trước khi hiểu tứ tam, tôi muốn nói trước quả cam nhị ngũ. Chữ nhị đây là chữ lưỡng, lưỡng đây là lưỡng nghi. Đầu tiên đã có thái cực mới sanh tứ tứ tượng, tứ tứ tượng mới sanh lưỡng nghi. Có nghĩa là có trời, có đất, có chúa, có tôi, có cha, có mẹ, mới có vợ, có chồng. Đó là chữ nhị. Còn chữ ngũ đây là ngũ luân, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Còn chữ tam đây là tam tùng tứ đức, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Còn chữ tứ đức có nghĩa là công, ngôn, dung, hạnh. Có phải vậy không? Khen phu nhân kinh sử khá lào thông, nhưng tôi lại trách phu nhân, tại sao không phân biệt đâu là bờ trong và bến đục? Đây, hai quả cam, một vinh và một nhục. Theo ý của phu nhân chọn loại cam nào? Nàng là ai? Dùng ý gì trong tứ tam nhị ngũ? Nàng là ai? Là kẻ lang thang, nhưng tôi giữ câu đầu lòng dân trong sáng, không để vui công hồ làm mờ trong. Do chính mình tất cả tạo ra, việc đời xảy ra đó
chỉ là buồn du ảo mộng. Nhân quả luân hồi khác nào hình với bóng, cây nghĩa nhân phúc đức sao chẳng chịu dùng bồn. Tâm mong người nói ngài trước khi dùng cám, cái muốn hoàng thì ngẫm câu tứ tam nhị ngũ, sống riêng lẻ cho mình chưa hẳn là đã đủ, mà bà phải biết sống cho mọi người thì mới tìm được hạnh phúc của riêng ta. Đây cam đây, mời phu nhân. Mật bút thanh cam, tinh hiền mũi tả quy đàn thấu hiểu, phụ thân trót nghịch phương đại phạm, chiếm ngay vàng tiếng xấu đồn xa. Chị em mình tìm cách cứu cha, khỏi phải ăn chu di cửu tộc. Nếu muốn được thế, muội phải trôi chồng quân tứ trấn về triều hỏi tội. Hắn chưa chờ đợi muội ca hồi ấm, hiền tỷ tạ ngọc dung bút ký. Chị ơi, chị biết phải làm sao đây? Giờ làm sao? Lòng nào ta trên vua chẳng bao giờ bạc đãi tôi, lý đâu chiếm ngôi gầy tướng ta, mơ màng đầu chốn mất ngờ qua. Phu nhân, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, cha già này tôi đã ngờ, ta phải làm sao? Lòng nào em nhớ tâm kia sanh linh sống trong nhiều càng gì, cha cô ham ngôi cao đến cho bao người tuôn lệ tràn. Con làm con phải cứu cha thoát qua tai nạn, cứ chân em cùng bao giây tình thành. Đâu cha rồi cô bao cha khổ từ
con thề xin gian dữ con. Oh, wow.
tình quên nhau, đưa hồn ta về nơi cõi mơ. Tà Quê Đàn. Dạ. Ờ, nàng có thấy gì không? Kìa đôi bướm bên nhau quanh nghiêng, kìa chim quyên chắp cánh cùng bay. Liễu sen là thứ cỏ cây, đôi hoa cùng xuân, đôi dê cùng mẹ. Ấy loài vật tình duyên còn thương, họ già đàn đừng để xa nhau. Tướng công, tướng công ơi, đây là ly thứ nhất. Thiếp chúc mừng tướng công. Thiếp chúc cho tướng công mã đáo thành công, làm đẹp mặt sông, giang danh từ hải thọ. Hay, hay á. Quý đàn hiểu rõ giả của thọ này, ta sẽ uống cạn để cho Tạ Quê Đàn nàng vừa già. Dạ đây, đây là ly thứ hai, thiếp chúc tướng công. Ô sầu đổi lấy câu vui, thiếp chàng đừng để ngược xuôi thuyền tình. Hay, hay á. Nàng trung trinh dạng dình tiết giả, ta trai anh hùng không nỡ phụ tình ai. Được, ta sẽ uống cạn. Không sao. Tướng công ơi. Ừ. Dạ, còn đây là ly thứ ba. Có sao không tướng công? Tướng công, ly thứ ba, thiếp, thiếp xin tướng công tha thứ lỗi. Ô kìa, nàng nào có lỗi chi đâu. Dạ. Đừng nói thế không nên. Tướng công ơi, thiếp chỉ sợ sủi lỗi lầm, thiếp không trọn đạo tạo căn. Thiếp xin tướng công thương thứ lỗi. Ô kìa, phụ nhân, dù nàng có mang đại tội, thọ này cũng bỏ qua kia mà. Nhưng phu nhân muốn cho thọ này cạn chén thứ ba, nàng nàng nên tấu nhạc lên thì thọ ta đây mới cạn. Dạ, thiếp xin chịu ý tướng công. Mời nàng. Thank you.
Sao? Tướng công ơi, để tiếp về tướng công vào phòng an nghỉ nha tướng công. Tướng công ơi, coi chừng té đó nha tướng công. Tướng công à. Tướng công ơi. Tướng công ơi. Tướng công. Chàng đã sai rồi mà. Tuyền nộ phao lên.
Cho nên ta đây mới khôi phục được Sơn Hà. Người có công chậm thưởng phân minh, kẻ có tội chậm chỉ trừng theo quốc pháp. Ngữ sử và thượng thơ gì ta liều khác, đang sắc phong cả hai Trung Dũng Dương. Phong hàm ẩn cho hai họ được hưởng bổng lộc ba đời, lễ an táng được đưa vào lắng tẩm. Còn điều phụng sanh có công với chậm, giữa triều đình chậm sẽ sắc phong khai quốc công thần, an bình dương chi chức. Thánh hoàng giảng vạn tuế. Tạ Ngọc Dung cũng có công với đất nước, giữa triều đình phong đệ nhất phu nhân. Dạ, ta tạ hồng ân thánh hoàng giảng vạn tuế. Lên truyền khâm thiên giám, lãnh chiếu chỉ đến tiểu Sơn La, rước Kim Liên lên ngôi hoàng hậu. Người có công đã thưởng, kẻ có tội phải chỉ trừng. Xuống lệnh truyền vào chốn thiên lao, dẫn loạn thần tả hùng vào triều đình nghỉ tội. Đối với khanh chậm không bạc đãi, mi lại đem lòng bạc ác chiếm ngôi. Tội của mi nay đổ ra rồi, chậm xuống lệnh chém làm ba đoạn biển. Xin hoàng gia hãy hạ giùm tha, khi nhạc gia đắc tội dương gia, tước dương quốc công, cho thần xin trao trả. Chỉ cuối mong ân quê thánh hoàng dung tha. Con thơ liều chết mong cứu cha gia, không ham quyền cao găm dâm cung số hiếu đạo công lồn, làm tôi phán vua trên luật hình nghiêm minh, không thể tha cho loài gian. Bệ hạ ơi, xin hãy ngừng tay cho Tạ Ngọc Dung được thay thay cha giữ tròn hiếu đạo. Dù Tạ Ngọc Dung là loài ác điều, cũng không quên tổ quan tâm quên cội quan. Mộng bá công hầu làm bộ đánh tướng, còn lục dục thất tình đã bề khổ mênh mông. Cha cháu riêng mới đổi văn thay tâm, đời nguyện rùa bởi tà cha thương gì. Xin bệ hạ cái tâm ơn này mát cho quốc loạn mới thấy được tôi trung
dặm bước đường cùng mới thấy rằng con yêu thầu. Khen cho hai khanh hiếu chung trong lội đào, cha già loan phần thả đền tôi thương dân. Xin hoàng gia lấy công ơn nàng dặn an mừng, thước phẩm vua ban tôi không màng chết hai nàng. Lòng nào đông để phu nhân ra thế mạng, chớ chung nhau tiếp gia hiền lòng. Anh vui rồi. Được, ta truyền giảm án tử, nhưng phải lưu đài trên đất Liêu Đông, sửa đổi lỗi lầm lo tu tâm dưỡng tánh. Quân, xuống lệnh truyền giải ngay tội phạm. Đội ơn bệ hạ, cảm ơn hai con. Giáp sĩ quân, truyền dẫn loạn thần Tư Hải Thổ vào triều đình nghỉ tội. Kiểu quỳ phục, quỳ à, ha 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 ha, quỳ à, ha 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 ha. Long vô xiển thị, ngư hà hy, hổ dập bình điền, thị khuyến kinh. Ông xa cơ bồn bay cái xuống tay, ta không may làm tai ác thề. Tiếng đời người chê thương con lại như tay đứt tôi. Tên phán quốc to gan, luật pháp của hán triều không thấy dung tha. Điều phụng sanh làm giám sát. Dạ. Chờ đúng ngộ gia hình. Ủa mà gia quân, kính đại hạ hãy định Long gia cho tiên nữ được trần tình. Kìa tạ tiểu thơ, có điều gì cứ nói. Xin bệ hạ hãy ban cho ân huệ để cho kẻ hèn này được tông biệt đức lang quân. Được, trẫm chuẩn tấu, thị thần ban cất tử. Điều phụng sanh dân lệnh quả nhân, chờ đúng ngõ loạn đau xử giáo. Đúng mà chuyên hồi con.
dập đầu trông lại, mong vương thương thứ tha. Vợ trôi chồng nạp giữa triều can, ấy chẳng qua gì trung hiếu, thiếu sinh chàng thấu hiểu. Mà tha tội bội phụ, chỉ vì chữ hiếu khê đấng trong triều thiếp phải đánh liều đòn đạo làm côi. Còn đôi về nước non thiếp tận trung bao quân, còn đôi dưới chồng thiếp đã lòng lối đạo tàu. Giờ ly biệt không còn bao lâu nữa, xin Tướng Công thương tình uống cạn chén biệt ly. Cao Sinh ơi, chúng tôi nào có tội tình chi, sao lâm vào cảnh người đi kẻ ở. Từ lên dựng nặng nề, tôi là vợ mà nỡ trói chồng. Hỡi những ai chung phận ma hồng, gương tà quê đàn cần nên xa lánh. Ủa là tiếng của ai thổ thẻ bên tai? Nếu ta đoán không lầm thì tiếng của tim ta quy đàn cô phải. Lạ này, tại sao thím lại quỳ lụy? Sao thím không cười lên mà lại mặc ố mày cháu? Thím có tội gì đâu? Thím có tội trói chồng dưng nạp. Nghe thím nói mà thổ ta càng thắc mắc. Có lý nào, có lý nào vợ lại có chồng? Không đâu, không đâu, thím lầm rồi. Vợ tôi nó nào nỡ hai lòng, nó yêu tôi thấm thím mà, nó thương tôi lắm thím mà, nó thề với tôi nhiều lắm thím mà. Trời ơi, ngài đâu tương chiếu, ta đau điên tâm hồn. Mắt long lanh sáng ngã người như ngàn sao, mi uống công nhau suốt đời, quy không đôi rời như chim liền ngã cánh na, quyền hương mãi mãi bên nhau.
như nay đã hết rồi tướng công ơi. Thiên cho tôi hỏi, tôi làm đi. Vì ai? Vì ai vậy Thiên? Vì cha của Thiên. Ồ, và còn ai nữa? Vì Thiên. Tôi phò cha nàng tiên đến vinh quang để rồi rước lấy phủ vàng nhục nhã. Thiên không thương, Thiên cũng nghĩ chút tình. Cô ly đâu Thiên nỡ tuyệt tình đến đôi vị Thiên. Tôi đâu có ở bạc với Thiên, sao lại Thiên bạc với tôi? Ta là Thiên để cho giặc nó đói tôi mà tôi không đau. Bằng Thiên trói chồng giao cho giặc. Thôi Thiên về đi. Chị mong tương công nên uống chén rượu này không? Vì đây là chén rượu cay sẽ dị ương thường quốc thờ dân đây ngực. Ánh mắt người yêu tuôn ra lệ ngọc, tông biệt người yêu đi về cõi xa. Bóng nàng vẫn ngự giữa tim ta tròn chi tôn thờ. Trong giây phút cuối cùng cuộc đời, ta mới định thân phải trái như hổ trong rừng đành tử hoài vuốt nanh thiên. Còn phải trắng danh vọng uy quyền sâu sắc thuyền quyền đã cho tôi tên của từ hải thọ. Chén rượu ly bôi ngày xưa đã dở, chén rượu hôm nay là lần gặp gỡ sao cùng. Danh vọng trang tiền ta vui mặt bần quân, ta không khóc nhưng sao bờ môi thấm dòng lệ. Dính biệt nhau đôi đường chia cách, một cõi đi về trong nợ phù. Nhưng thôi, nói thì nói vậy thôi, dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng. Ta sẽ uống cạn để cho ta quê đàn nàng vừa giả. À, giờ chia tay quê đàn nàng chưa bi ai, yêu đương còn mong mà gì cho thời đại.
chờ nhau. Wait!